Nín thở theo dõi màn đuổi bắt dài 3 km của trinh sát trước khi tóm được nghi phạm có hành vi hai ngón. Thanh niên cướp giật tài sản khi thấy cảnh sát hình sự áp sát liền tăng ga tẩu thoát nhưng vẫn bị các trinh sát ép xe tóm gọn. Diễn biến sự việc thế nào mời cả nhà theo dõi ngay sau đây nhé. Ngày 29 tháng 5, phòng cảnh sát hình sự BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao Nguyễn Công Thuận 27 tuổi, ngụ quận Tân Phú và Dương Lê Tuyên Tài 28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh cho công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, ngày 26 tháng 5, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 3 thuộc phòng BC02 phối hợp cùng công an quận 10 tuần tra trên đường thì phát hiện Thuận đi xe máy hiệu Vario trên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát nghi vấn Thuận liên quan đến một vụ cướp giật điện thoại trước đó xảy ra trên đường Nhật Tảo, phường 8, quận 10. Các trinh sát liền áp sát để kiểm tra thì Thuận phát hiện công an nên tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng liền đuổi theo và bị Thuận liên tục ép xe. Quyết không để tội phạm tẩu thoát, các trinh sát bám sát truy đuổi qua nhiều tuyến đường khoảng 3 km đến địa bàn huyện Hóc Môn thì đuổi kịp, ép xe, bắt giữ Thuận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một tổ trinh sát khác cũng được điều động bắt giữ Tài ở huyện Bình Chánh. Cả hai sau đó được đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an, Thuận và Tài khai nhận đã thực hiện vụ cướp điện thoại iPhone 12 Pro Max của một người phụ nữ trên đường Nhật Tảo mà lực lượng chức năng đang truy xét. Ngoài vụ cướp trên, cả hai khai nhận còn thực hiện hai vụ khác cũng trên địa bàn quận 10. Qua kiểm tra, cả hai đều có tiền án cướp giật tài sản. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.